Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Bác sĩ Craig Spencer, bệnh nhân Ebola cuối cùng ở Mỹ, đã được cho xuất viện khỏi bệnh viện Bellevue ở thành phố New York vào ngày thứ Ba. Bác sĩ Spencer nhiễm bệnh khi làm việc ở Guinea với nhóm y sĩ không biên giới. Hàng trăm ngàn người đã đến dự nhạc hội The Concert for Valor để tôn vinh các cựu chiến binh Mỹ trên quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington tối thứ Ba. Buổi biểu diễn có sự tham gia của những ngôi sao tên tuổi như Bruce Springsteen, Rihanna, Eminem và Metallica. Một hố sụt lún rộng 3 mét, sâu 3 mét ở thành phố Holiday, bang Florida đã nuốt chửng một chiếc xe hơi hôm thứ Hai, trước khi một hố khác có kích thước tương tự mở ra cách đó chỉ một khoảng ngắn. 6 gia đình sống trong những căn nhà gần đó đã được sơ tán đề phòng, cho đến khi khu vực này có thể được tuyên bố an toàn. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.